Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tin Tức Mới, và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất của trong ngày nhé. Những ngày qua, cộng đồng mạng dành rất nhiều sự quan tâm đến cặp vợ chồng Minh Khang, Minh Anh. Trong đó, anh Minh Khang trở thành người đàn ông đầu tiên của Việt Nam mang bầu và sinh con. Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của em bé Thiên An đã được tiết lộ và thu hút sự chú ý quan tâm của cộng đồng mạng. Sau đây, mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 5, Minh Khang, sinh năm 1996, sống tại Cần Thơ, người đàn ông đầu tiên mang thai đã vượt cạn thành công. Em bé chào đời lúc 19 giờ 40 phút ngày 16 tháng 5, nặng 2,3 kg. Hai bố con đều khỏe mạnh sau ca sinh thường. Những hình ảnh đầu tiên của cô bé Thiên An đã được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được vô số lời khen cùng với sự chúc phúc từ mọi người. Trong hình ảnh, cô bé xinh xắn nằm trong vòng tay của bố, được mẹ Minh Anh cho uống sữa ngoài rất chu đáo. Minh Anh, vợ của Minh Khang tiết lộ thêm rằng vợ chồng cô cho con bú sữa ngoài vì Minh Khang đặt cắt hết tuyến sữa ở ngực. Em bé được đặt tên là Đặng Ngọc Thiên An. Minh Anh cho biết ý nghĩa tên của con gái là mong mỏi em bé nhận được những bình an trong cuộc sống. Theo chị Minh Anh chia sẻ trên mạng xã hội, Thiên An rất giống chị, cả những y tá và bác sĩ cũng nói thế ngay khi đỡ An lọt lòng. Em ngồi ngoài khóc nhiều lắm, thấy anh Khang đâu mà em xót vô cùng. May mắn cuối cùng mọi chuyện cũng đều ổn thỏa hết cả. Em bé giống em lắm, bác sĩ y tá bệnh viện cũng bảo như thế, lúc anh ấy vừa sinh con xong luôn, chị Minh Anh kể. Minh Khang và vợ chính thức về chung một nhà từ tháng 11 năm 2017 tại chương trình Come Out Bước Ra Ánh Sáng cách đây không lâu. Minh Khang bất ngờ tiết lộ anh đang mang bầu thay vợ. Điều đặc biệt, cả hai vợ chồng anh đều là người chuyển giới. Minh Khang thực chất là người chuyển giới từ nữ sang nam, còn vợ Minh Anh là người chuyển giới từ nam sang nữ. Để thực hiện kế hoạch mang thai từ tháng 3 năm 2019, Minh Khang đã ngừng tiêm hormone sau 3 năm tiêm đều đặn. Chỉ 3 tháng sau khi ngừng tiêm hormone, Khang phát hiện có em bé luôn. Đó là niềm hạnh phúc lớn của cặp đôi và cũng đồng nghĩa với việc Minh Khang trở thành người đàn ông Việt Nam đầu tiên mang thai. Từ khi sinh ra, Minh Anh mang hình dáng của con trai và ngược lại, Minh Khang lại là một cô gái. Cả hai nhận biết giới tính đích thực của bản thân từ rất sớm và luôn khao khát một ngày được sống đúng với chính mình. Minh Khang gặp Minh Anh tại một cuộc thi dành cho người chuyển giới nữ ở Đồng Tháp. Khi đó, Khang là một thành viên trong ban tổ chức. Anh chàng này tiết lộ mình ấn tượng với Minh Anh vì độ ngốc nghếch cao. Vợ Khang hay hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn khiến cho nhiều người trêu là cô gái mới sinh ra từ hôm qua. Ít tuổi hơn lại ngốc nghếch, nhưng chính Minh Anh là người bắt chuyện với Minh Khang khi mới quen biết. Thật ra lúc trong cuộc thi bọn em cũng trao đổi qua loa vậy thôi, về nhà mới kết bạn Facebook nhắn tin qua lại. Cô ấy biết em mới chia tay người yêu nên ăn ngủ suốt đêm. Sau 10 ngày trò chuyện cả hai thân hơn, sau 2 ngày Minh Anh im lặng không nhắn tin nữa. Lúc đó em cảm thấy nhớ lắm, không kìm được luôn. Tan ca làm, em lao thẳng đến Cần Thơ mất 2 tiếng rưỡi đồng hồ chỉ để gặp mặt 30 phút rồi chạy về Đồng Tháp. Ngày đó cũng là lúc chúng em chính thức quen nhau. Đúng 1 tháng, 2 ngày sau khi quen, tụi em công khai và xin gia đình cưới. Hiện tại cặp đôi vợ chồng chuyển giới đang sống chung với nhà ba mẹ vợ. Cuối tuần Minh Khang lại đưa Minh Anh về Đồng Tháp thăm nhà. Sau những ngày phản đối kịch liệt, ba Minh Khang bắt đầu yêu quý cô con dâu hiền lành nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là Tin Tức Mới và đừng quên ấn like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất của trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.